Liên quan đến thông tin chuột túi xuất hiện tại Cao Bằng trong 2 ngày mùng 8, mùng 9 tháng 11, người dân trên địa bàn của xã Đức Long đã phát hiện 3 con chuột túi nên đã thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp vây bắt. Và mới đây, ngày 11 tháng 11, địa phương này lại phát hiện thêm một con chuột túi xuất hiện. Và theo chính quyền xã Đức Long, thì con chuột túi này có kích thước và hình dáng giống hệt với 3 con chuột túi bị bắt trước đó. Vâng, và hiện hạt kiểm lâm của huyện Thạch An đang nuôi nhốt và làm theo quy định trước khi được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên của tỉnh Lào Cai đến nhận chăm sóc. Báo Điện tử Thanh Niên thông tin. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, qua báo cáo nhanh của Chi Cục Kiểm lâm Cao Bằng, 3 con chuột túi được phát hiện ngày 8-9 tháng 11 là của các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển về biên giới bị Kiểm lâm phát hiện thì bỏ trốn và bỏ lại. Về cơ bản là 3 con vật này giống hình chuột túi, loài vật bản địa của Úc. Phía Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đang đề nghị cơ quan chức năng giám định xem đây là loài vật gì, xuất xứ từ đâu, xem có phải là ngoại lai hay xâm hại hay không. Bà Hoàng Thị Duyên, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết, hàng ngày đơn vị cho 3 con chuột túi này ăn cỏ, hiện thì chúng ăn uống tốt và sức khỏe ổn định. Thưa quý vị, nằm cách quốc lộ 6 hơn 3 km bản Bướt, trước kia thì chỉ có hơn chục nóc nhà người Thái, người Mường trụm vào nhau trong thung lũng, có suối lớn chảy ngang qua và xung quanh rừng bao bọc. Bản không có điện, không có internet, không có đường và cũng không có trạm y tế. Người dân sống dựa vào một vụ lúa tôm cá từ suối hái lượm sản vật từ rừng. Người dân ở nơi đây cũng cho biết là dòng suối chảy qua bản Bướt có hơn chục loài tôm cá. Đầu mùa hạ thì mưa nhiều, cá tôm ngược về đầy suối. Dân đi rừng đi ruộng về, chỉ cần xúc vài mẻ là đủ cho bữa ăn. Cho đến những năm 2010, nóc nhà tăng lên gần 50 với khoảng 200 người. Cá suối Bướt đã được đánh bắt nhiều và đem ra chợ bán. Cá tôm vì thế cứ vơi dần. Để bảo vệ tôm cá thì bản này quy định là không cho bắt cá suối trong 3 km có suối Bướt chảy qua. Ngoài phạm vi ấy thì được. Và ai vi phạm thì phải chịu phạt 20 cân thóc, một quy ước khá là đặc biệt đúng không ạ? Và cụ thể như thế nào? Báo Điện tử VN Express hôm nay có bài đăng với nhan đề Bản làng quy ước bắt một con cá suối đền 20 cân thóc. Vài năm sau lệ cấm bắt cá, người bản Bướt đưa tiếp quy định cấm hái phong lan, săn bẫy thú rừng và hương ước. Có rừng bao bọc một phần nguồn sống của người dân trong bản trông vào hái lượm sản vật. Nhưng ngoài bản Bướt, người dân nơi khác đã tìm đến ngày càng nhiều. Phong lan, thú rừng cũng vì thế mà thưa dần. Những năm 2020, bản Bướt hòa điện lưới quốc gia thay vì trông vào mảnh ruộng đi rừng. Người Thái, người Mường bắt đầu làm du lịch để tăng thu nhập. Họ chia sẻ dịch vụ kinh doanh cùng giữ vững hương ước, hạn chế thấp nhất sự cạnh tranh phá vỡ kết cấu cộng đồng bản làng. 13 năm sau, lệnh cấm đánh bắt cá lại về đây suốt. 13 năm sau lệnh cấm đánh bắt, cá lại về đầy suối. Khách du lịch có thể cho cá ăn nhưng vi phạm quy định sẽ bị phạt. Hương ước cấm bắt cá, hái phong lan hay là bẫy thú được đặt ở đầu suối, nhà văn hóa, đồng lúa hữu cơ. Hướng dẫn viên khi mà đưa khách đi tham quan sẽ luôn nhắc nhở kể về câu chuyện giữ cá của làng. Nhờ giữ được rừng, Triềng Yên nằm trong số xã có độ che phủ rừng lớn nhất ở Vân Hồ, khoảng 70% vào năm 2020. Thưa quý vị, là dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán năm 2024, song hiện nay thì tại làng Quất Cẩm Hà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam đã tất bật với những cuộc ngã giá, chốt cọc, quất cảnh giữa thương lái và những người nông dân ở địa phương. Vâng, bà Phan Thị Ngọc Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà cho biết là toàn xã Cẩm Hà có tổng cộng là 356 hộ nông dân trồng quất, riêng tại thôn Bầu Ốc là có gần 160 hộ. Thời tiết thuận lợi cũng đã phần nào giúp cho cây quất phát triển khỏe mạnh, không bị sâu bệnh gây hại. Cùng với việc thương lái chốt cọc sớm vụ quất Tết hứa hẹn sẽ giúp cho bà con bội thu. Dự kiến là vụ quất năm nay, làng quất Cẩm Hà sẽ cung ứng cho thị trường 45.000 chậu quất cảnh. Báo Điện tử VTC News đưa tin. Cụ thể, theo nông dân Cẩm Hà, địa phương được mệnh danh là thủ phủ quất cảnh miền Trung, tháng 9 âm lịch, thời điểm trái quất vẫn còn đang phát triển và chưa ngả sang vàng. Rất đông thương lái từ các vùng lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế đã có mặt tại làng quất để thương lượng xuống tiền đặt cọc quất cảnh phục vụ cho thị trường dịp Tết Nguyên đán. Một nông dân chăm sóc hàng trăm chậu quất sum xuê trái ở khu vực đất rộng cả nghìn mét vuông rất phấn khởi khi mà vụ quất Tết năm nay đang báo hiệu được mùa được giá. Trung bình một chậu quất lớn sẽ có giá trị là 2 triệu đồng, cây đẹp thì 5 triệu, thậm chí hơn chục triệu đồng. Còn quất trung thì dao động trong khoảng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một chậu. So với các năm trước thì mùa mưa bão những năm gần đây không gây thiệt hại cho các nhà vườn. Bên cạnh đó thì thời tiết thuận lợi cũng đã giúp cho bà con đỡ mối lo về sâu bệnh hoành hành, tàn phá quất cảnh.
Để chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, rằng là thời gian qua, giá cà phê tại Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng đã lên ngưỡng là 70.000 đồng một kg đối với cà phê nhân và cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Mặc dù giá tăng cao nhưng mà ngày 13 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã đưa ra nhiều khuyến cáo nóng. Vâng, và ngành chức năng tại huyện Lâm Hà cũng đã đưa ra khuyến cáo nóng bởi qua những phản ánh của một số các doanh nghiệp thu mua chế biến cà phê trên địa bàn huyện thì cho thấy việc nông dân thu hoạch quả cà phê xanh bán cho các cơ sở chế biến còn diễn ra rất nhiều, đặc biệt là tỷ lệ quả cà phê xanh chiếm tới 40-50%, và việc này thì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cà phê nhân trên địa bàn huyện, báo Dân Việt đưa tin. Cụ thể, huyện Lâm Hà khuyến cáo người dân địa phương chỉ thu hoạch cà phê khi đủ chín, không thu hái trái non. Bên cạnh đó, việc thu hoạch cà phê nên thực hiện nhiều lần trong vụ để thu hết quả chín, phải ngưng thu hái trước và sau khi hoa nở từ 3 cho tới 5 ngày nhằm hỗ trợ người dân. Huyện Lâm Hà cũng đề nghị các cơ sở thu mua chế biến cà phê ở trên địa bàn huyện có cơ chế thu mua phù hợp với phẩm cấp cà phê, không ép giá, ép cấp, đặc biệt là đối với cà phê chất lượng cao. Bên cạnh đó, liên kết thu mua bao tiêu sản phẩm cà phê cho người dân thông qua hợp đồng kinh tế, nghiêm cấm không được thu mua cà phê quả xanh, cà phê nhân được chế biến từ cà phê quả xanh. Thưa quý vị, gạo sáng củ xanh đang gây sốt khắp các chợ mạng, được các chị em nội trợ đua nhau đặt mua, và giá của loại gạo xanh dao động ở mức là 36.000 cho tới 40.000 đồng một kg. Một số đầu mối quảng cáo là màu xanh của gạo sáng củ là do bà con thu hoạch lúc lúa mới chỉ vừa cứng hạt, tức là chưa chín vàng, thế nên là khi mà xay sát thì hạt gạo có màu xanh rất bắt mắt, cơm nấu chín đảm bảo độ mềm dẻo và thơm ngon. Tuy nhiên thì không ít người bán băn khoăn là vì sao gạo lại có màu xanh như vậy. Và một đầu mối chuyên bán gạo ở Hà Nội đã chia sẻ rằng gạo sáng củ chuẩn là gạo màu trắng hoặc là màu ngà, còn gạo có màu xanh là do được nhuộm bởi nước lá dứa hoặc là bột lá dứa. Nó giống như là nhiều người nấu xôi ngũ sắc vẫn lấy lá dứa làm màu xanh, lá cẩm làm màu tím và quả gấc làm màu đỏ. Cụ thể, mới đây, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai phối hợp với Công an huyện Mường Khương kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh lúa gạo và một số nông sản tại thôn Na Đẩy, Mường Khương, Lào Cai do ông Lục Văn Khón làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gia đình ông Khón đang chỉ đạo một số lao động xay sát gạo sáng củ và dùng lá dứa nghiền nhỏ nhuộm xanh gạo để bán cho khách hàng. Qua kiểm tra giấy phép kinh doanh, gia đình ông Khón không đăng ký hành nghề xay sát, chế biến mà chỉ hành nghề kinh doanh nông sản. Bên cạnh đó, cơ sở đã tự ý xay sát và nhuộm gạo sáng củ không đúng với quy định để bán ra thị trường, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Khón, quyết định phạt 7,5 triệu đồng do vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh. Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Mường Khương khẳng định ở huyện này chỉ có gạo sáng củ truyền thống màu trắng ngà hoặc là trắng đục, không có gạo sáng củ màu xanh dù thu hoạch non hay già, phơi đủ nắng hay là thiếu nắng. Thưa quý vị, tại đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều khu vực khác ở trong cả nước, việc sản xuất nông nghiệp theo quy mô nhỏ lẻ đã làm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản nói chung và tình hình sản xuất lúa gạo nói riêng. Thu hoạch và bảo quản theo cách làm truyền thống chưa được cải tiến cũng đã làm suy giảm đáng kể năng suất và chất lượng lúa gạo, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam. Theo ông Abbas Basit, quản lý kinh doanh giải pháp chế biến lúa gạo của Bupler Việt Nam, hiện tại thì đang có trữ lượng gạo cần trữ và sấy quá lớn, nhiều khi sẽ phải đưa gạo đi rất xa gây ảnh hưởng đến chất lượng gạo sau thu hoạch. Vì vậy cần phải tính đến các biện pháp làm thoáng gió cho các ghe chuyên chở lúa gạo, báo điện tử VOV đưa tin. Cụ thể, chuyên gia Bupler đề xuất về phương pháp sấy từng mẻ, tổ chức từng silo ở quy mô vừa để có thể trữ lúa sau khi sấy, sau khi bắt đầu xay sát chế biến để tiếp tục vận chuyển cho các công đoạn sau. Để giảm các thất thoát sau thu hoạch thì tất cả các hạt lúa cần được xử lý sấy trong một quy trình tốt với phương án công nghệ sấy phù hợp. Không chỉ là phương án sấy, sau khi sấy lúa cần được lưu trữ ở trong silo và được kiểm soát bằng phần mềm với cảm biến ẩm độ trước khi đưa vào nhà máy xay sát. Với công nghệ sấy trộn, vòng sấy sẽ liên tục và sẽ giúp cho việc sấy lúa được đồng đều đến từng hạt lúa. Thay vì là việc ẩm độ không đồng đều theo công nghệ truyền thống, thì công nghệ sấy khí trộn dòng liên tục sẽ giúp sấy đến từng hạt lúa và có độ đồng đều cao.